Ohio gozaimasu. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đi học vào bài số 1. Trong bài số 1 thì chúng ta đi học với câu danh từ. Và trong phần này chúng ta sẽ đi nghiên cứu mẫu câu khẳng định. Câu danh từ là câu uh, mà chúng ta sẽ thấy rằng là kết thúc ở cuối câu đi với des nằm trong câu danh từ. Trong đó n một là danh từ. Và trong phần này danh từ mang ở đây là người, ví dụ như là tôi, watashi, thì là các bạn hoặc anohito người kia anokata vị kia trợ từ vạ là trợ từ xác định chủ ngữ phía trước nó tức là xác định về tôi hoặc anohito hoặc anokata danh từ hai là danh từ chỉ tên tuổi nghề nghiệp quốc tịch và des ở đây đứng ở cuối câu nằm trong câu danh từ và ở trong tiếng Nhật có một điểm chú ý đặc biệt là động từ đứng ở cuối câu. Des ở đây tương tự như to be ở trong tiếng Anh mang ý nghĩa thì là ở đôi khi không dịch gì. Des ở đây giống tương tự như động từ to be trong tiếng Anh mang ý nghĩa thì là ở đôi khi lại không được dịch là gì. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Trước hết, mẫu câu này sẽ để giới thiệu tên. Và ở trong phần này, khi giới thiệu tên mình, tên mình là gì? Ví dụ tôi, N1 ở đây sẽ là Watashi. Và gắn trợ từ và ở đây, nhìn viết là ha nhưng đọc là qua. Khi nói tên mình, thì trong trường hợp đó N1 sẽ là Watashi. Sợ từ va xác định Watashi, tức là xác định tôi. Ở đây tên và đi với des des Chúng ta có thể đọc đề sự. Khi các bạn đọc quen, các bạn sẽ đọc des chữ sự đứng ở cuối câu gần như là bật ra thôi nhưng không có âm chữ sự các bạn nghe nhé des lúc đầu các bạn sẽ đọc là sự sau đó các bạn đọc des des và des i des có ví dụ giả sử tôi là oanh khi đó mình sẽ nói watashi wa oanh des Watashi wa Wang desu. Các bạn nhìn vào ví dụ. Anh Tanaka. Anh ấy giới thiệu tên anh ấy. Khi đó anh ấy sẽ nói như sau. Watashi wa Tanaka desu. Watashi wa Tanaka desu. Chúng ta cùng đọc nhé. Watashi wa Tanaka desu. Được rồi. Chúng ta nói nhanh hơn một chút nhé. Watashi wa Tanaka desu. Được rồi. Và các bạn nhìn thấy dấu chấm tròn đứng ở cuối câu để kết thúc một câu giống như dấu chấm, một dấu chấm trong tiếng Việt chúng ta vậy. Hoặc, Suzuki sẽ tự giới thiệu tên mình và sẽ nói Watashi wa Suzuki desu. Chúng ta cùng nói nhé. Watashi wa Suzuki desu. Bây giờ, bạn tự nói tên của bạn đi ạ. Đâu rồi? Hai, arigato gozaimasu. Đến đây các bạn hiểu chưa? Khi chúng ta giới thiệu tên của người khác,